Chiêu lừa đảo đổi SIM 4G để đánh cắp mã OTP, làm sao để phát hiện? Chiêu lừa đảo hỗ trợ đổi SIM 4G qua điện thoại nhằm chiếm đoạt thông tin của người sử dụng được phát hiện nhiều nơi trên cả nước. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa cảnh báo về tình trạng mạo danh nhân viên các nhà mạng gọi điện, nhắn tin đổi SIM 4G để chiếm đoạt thông tin người tiêu dùng. Cụ thể, ghi nhận của Tổng đài Tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838 và hệ thống tiếp nhận giải quyết yêu cầu kiến nghị khiếu nại của người tiêu dùng. Trong thời gian qua, đã tiếp nhận hàng chục cuộc gọi, đơn thư phản ánh về việc bị một số đối tượng mạo danh là nhân viên của các nhà mạng gọi điện, nhắn tin, hướng dẫn cú pháp để thực hiện nâng cấp SIM 3G thành SIM 4G. Theo đó, mục tiêu của các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM điện thoại, đánh cắp các thông tin mã OTP để thực hiện vay tiêu dùng hoặc thanh toán các đơn hàng online dựa trên số điện thoại của người tiêu dùng. Để thuyết phục người tiêu dùng, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra những lời lẽ đầy thuyết phục như thực hiện đổi SIM từ xa nhằm hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan của dịch bệnh COVID-19. Để thuyết phục người tiêu dùng, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra những lý lẽ đầy thuyết phục như thực hiện đổi SIM từ xa nhằm hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan của dịch bệnh COVID-19, đổi SIM ngay để được miễn phí và nhận được các ưu đãi khuyến mại. Nếu không nâng cấp lên 4G sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Các chiêu thức lừa đảo tinh vi như vậy không chỉ xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn xảy ra ở các tỉnh thành phố trong cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Tháp, v.v. Trước thông tin trên, đại diện mạng di động Vinaphone cho biết, nhằm bảo mật thông tin cho khách hàng trong việc thay SIM 4G, Vinaphone chỉ thực hiện việc thay SIM trực tiếp qua hai hình thức gồm: khách hàng đến các điểm giao dịch của Vinaphone hoặc nhân viên Vinaphone đến phục vụ giao SIM 4G trực tiếp tại nhà cho khách hàng. Khi đến thay SIM, nhân viên mặc đồng phục đeo thẻ VNPT trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục chuyển đổi SIM cho khách hàng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, nhân viên sẽ kiểm tra lại SIM mới, xác thực đúng số thuê bao của khách hàng. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, Vinaphone thực hiện các hình thức tiếp nhận nhu cầu đăng ký đổi SIM 4G qua các kênh: đăng ký qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1091, đăng ký online qua web app MyVNPT. Khách hàng đã đăng ký nhu cầu sẽ được phục vụ đổi SIM theo hai hình thức nêu trên. Mạng Vinaphone không cung cấp hình thức đổi SIM 4G qua cuộc gọi và tin nhắn điện thoại. Khách hàng cần sở hữu SIM 4G mới trong tay trước khi thực hiện đổi SIM với sự giúp đỡ của nhân viên Vinaphone, vị đại diện nhấn mạnh. Ngoài ra, Vinaphone cũng khuyến cáo khách hàng cần thận trọng trước những cuộc gọi, tin nhắn bất thường mời thay SIM Vinaphone 4G, không thực hiện các yêu cầu thao tác thay SIM qua điện thoại. Khi phát hiện những cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, khách hàng vui lòng phản ánh về tổng đài chăm sóc khách hàng duy nhất của Vinaphone 1800 1091. Các cuộc gọi chính thức của Vinaphone từ tổng đài chăm sóc khách hàng sẽ hiển thị số 0888 001091. Tin nhắn của Vinaphone đến máy khách hàng sẽ hiển thị tên thương hiệu Vinaphone, đại diện nhà mạng cho hay.